Tử vi tuổi Bình Mùi 1967 năm 2022. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sao chiếu mệnh trong năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Đinh Mùi nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn, giúp mọi việc hành thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ, hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm Nhâm Dần 2022 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn, bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, thái tuế năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Đinh Mùi hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Đinh Mùi trong năm 2022. Tính cách của tuổi Đinh Mùi 1967, mệnh thiên hà thủy, cũng giống như dòng nước, êm đềm, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được người khác vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sóng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi họ phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Ngoài ra, tuổi Đinh Mùi là người rất coi trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn hợp tác cùng với người khác. Địa chi của mệnh chủ tuổi Đinh Mùi trong năm 2022 đó là Mùi gặp Dần, bình ổn trên nhiều phương diện. Còn thiên can của các bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2022 là Đinh Âm Hỏa gặp Nhâm Dương Thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong năm này, các bác tuổi Đinh Mùi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Tháng may mắn trong năm 2022 của các bác tuổi Đinh Mùi là tháng 5 âm lịch. Xem tử vi năm của các bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 cho thấy rằng tuổi hợp với mệnh chủ là Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Quý Mão 1963, Ân Mão 1975, Đinh Mão 1987. Cuối cùng là sao chiếu mệnh của các bác tuổi Đinh Mùi trong năm 2022. Các bác trai tuổi Đinh Mùi trong thời gian này sẽ gặp sao Thủ Tú chiếu mệnh. Thủ Tú hay còn gọi là Thủ Đức Châu Tinh Quân. Đây là sao xấu với cả nam, nữ và gia trạch. Bởi sao Thủ Tú là sao xấu, chùa về tai nạn, kiện tụng. Khi bị sao này chiếu nên đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, gia nọ đưa đến bất an, buồn phiền. Sau này được kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên, với những người có mệnh thổ, cả nam và nữ thường rất hợp với sao này. Còn với các bác gái tuổi Đinh Mùi trong thời gian này sẽ được sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ mệnh khó sinh hoạt huyết quang, nam mệnh thì thường đường quan trường bất lợi.
gia đình bất an, di sản bất vượng, tự phải cẩn trọng. Ngoài ra, khi sau này chiếu mệnh, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiện, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mù miệng. Nam gặp tai tinh bị kiện, gặp nhiều bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 2, tháng 8 âm lịch. Đặc biệt, việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an, giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ nghinh sao giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng ngày sau giải hạn, thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ cho tất cả mọi người, mọi nhà, đặc biệt là mệnh chủ tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Để đăng ký tham gia nghi lễ ngày sau giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy Gia Cát. Trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Đinh Mùi hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy để đặt lịch gặp thầy, được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy và các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Ngoài ra, các bác tuổi Đinh Mùi trong năm 2022 cần cẩn trọng chú ý trong tháng Tân Sửu, tức tháng 1 âm lịch, từ mùng 1 tháng 2 đến 30 tháng 2 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với những gia chủ tuổi Đinh Mùi. Vào những ngày này, các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Vào những ngày này, mệnh chủ tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào những ngày này có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, các bác tuổi Đinh Mùi không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Đinh Mùi trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Năm 2022, các bác tuổi Đinh Mùi thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Các bác sẽ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Không như vậy, các bác lại không giỏi quản lý và thường làm mọi thứ một cách vội vàng. Cho nên, các bác luôn tự đẩy mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm dù đã nỗ lực rất nhiều. Do đó, các bác nên hết sức cẩn trọng, cho dù mình có làm gì, hãy để mắt đến những nhân vật đố kỵ ở xung quanh. Chính vì vậy, để cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2022, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Đinh Mùi, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của các bác tuổi Đinh Mùi trong năm 2022. Mặc dù công việc không được tốt, nhưng các bác vẫn có được nguồn thu nhập ổn định. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho các bác những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cũng chính do tính cả nể, hào phóng của mình nên các bác đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Các bác cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Ngoài ra, các bác đang làm công ăn lương trong thời điểm này cần cẩn thận với công việc mà mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu các bác làm đầu tư kinh doanh thì cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra các quyết định. Còn với các bác đang làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, các bác thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Đặc biệt trong năm 2022, các bác tuổi Đinh Mùi hãy sử dụng pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi những hung tinh, vận hạn xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo.
Tử vi năm 2022 cho thấy cảm xúc của các bác tuổi Đinh Mùi trong thời gian này lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Các bác đã lập gia đình, không dành nhiều thời gian ở bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách, thiếu sự thấu hiểu. Điều này còn khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Các bác hãy bao dung, nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi, dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa, để giữ gìn hòa khí. May mắn trong thời gian này, gia đình sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến đi du lịch xa. Đây là cơ hội để gia đình gia tăng tình cảm, cải thiện mối quan hệ giữa các thành viên với nhau. Ngoài ra, trong năm 2022, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Đinh Mùi hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, phòng có huyết long tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho các bác. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Đối với các bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, tử vi năm 2022 khuyên các bác nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi đã không còn trẻ khiến bản thân mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng, giấc ngủ của các bác. Các bác cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi các bác cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Trở nên âu sầu lo lắng về những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ. Ngoài ra, các bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Đinh Mùi sinh năm 1967. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Đinh Mùi trong vận trình năm 2022 theo 6 hạn để hiểu rõ hơn. Trong năm 2022, cả bác trai và bác gái tuổi Đinh Mùi đều gặp hạn ngũ mộ. Khi nhắc đến hạn này, người xưa có hai câu thơ lục bát. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc, dạ tai ngục hình. Tức là hạn này chủ về mất mát tiền của, nặng thì tán ra bại sản, nhẹ thì chỉ mất một phần. Sự mất mát hao tài tốn của này khiến tinh thần mệnh chủ luôn cảm thấy đau xót, mất ăn, mất ngủ, khiến tâm lý vô cùng bất an, buồn sầu. Ngoài ra, khi gặp phải hạn này, cần chú ý tiền của bị kẻ xấu đánh mất, mua hàng sẽ nhầm hàng giả và kém chất lượng. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về vận trình của các bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Thầy Gia Cát khuyên các bác trong năm Nhâm Dần cần mang bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh để bổ trợ thần mệnh. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiếu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên, địa, nhân, hợp nhất. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Đặc biệt là các bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.